với mục tiêu giúp tất cả các bạn sinh viên sắp sửa ra trường có thể tự tin lựa chọn nghề nghiệp, cũng như những anh chị đi làm có khả năng thăng tiến trong công việc. Cô Hoa trân trọng giới thiệu chương trình Lộ trình Mixo Giao tiếp mới 2024. Cô tin rằng với lộ trình mới này thì sẽ giúp tất cả chúng ta có thể tăng sự tự tin cũng như truyền cảm hứng đam mê ngôn ngữ. Hãy cùng lắng nghe những điểm nổi bật của chương trình này các em nhé. Thứ nhất, đảm bảo mục tiêu kép tiếng Anh thường thức và tiếng Anh công việc. Thứ hai, gia tăng tính tự học với sự đồng hành của trợ lý học tập. Thứ ba, hệ thống video hóa lesson preparation cũng như những video chữa bài tập speaking tại nhà cùng với giáo viên nước ngoài. Thứ tư, mô hình học tập 3 kèm 1, giáo viên chủ nhiệm, trợ lý học tập và quản lý lớp học. Các hoạt động trải nghiệm cao cultural exchange, giao lưu văn hóa để tăng tính thực tiễn trong ngôn ngữ. Và đặc biệt, tất cả chúng ta sẽ được trang bị các hệ thống mind map, bản đồ tư duy sau mỗi buổi học. Mô hình bổ trợ mang tên AEP, A Active Class, lớp học bổ trợ thường diễn ra vào cuối tuần. E là Expert Class, đây là lớp học sẽ dành cho những bạn học trò mong muốn nâng cao kiến thức một cách mạnh mẽ, và đặc biệt sẽ dành cho những bạn có khả năng tiếng Anh tốt. P Private Class, lớp học bổ trợ cá nhân hóa 1:1 sẽ giúp chúng ta có thể theo kịp bài tại lớp. Ngoài ra, chúng ta còn có cơ hội tham gia các hoạt động ngoại khóa để phát triển kỹ năng mềm cũng như nâng cao cơ hội nghề nghiệp. Và cô Hoa tin rằng là sau khi lắng nghe những cái điểm rất nổi bật của chương trình Mixo Giao tiếp 2024, chắc hẳn chúng ta cũng sẽ rất là hồ hởi đón chờ cái chương trình này, đúng không? Và cô đại diện cho Mixo Giao tiếp tin rằng đây là một chương trình sẽ giúp chúng ta có thể cải thiện được kỹ năng giao tiếp của mình, và đặc biệt tăng sự tự tin trong quá trình theo đuổi ngôn ngữ. Nếu chúng ta có bất kỳ thắc mắc gì, hãy để lại thông tin dưới video này, cô và đội ngũ Mixo Giao tiếp sẽ giải đáp chúng ta một cách toàn diện nhé. Cảm ơn tất cả các em. Mixo Giao tiếp, tiếng Anh là chuyện nhỏ.